Đây cho anh em ngắm mà nha, đỉnh cao ông hoàng xây lướt, chú tể của ô đô thấp, xe bậc thầy của xe cũ như mới. Bi ơi, bi đâu rồi ta? CBR650R mua là năm 2021, cà vạt có đầy đủ nha anh em nha. Mới mua luôn, sổ bảo hành đầy đủ, xe mới tinh nè. Từ từ nha, để cho anh em xem, cứ từ từ anh em, cứ từ từ bình tĩnh. Order lấy nét coi, 1777 luôn. Đây xe này có báo số đầy đủ nha anh em. Rồi Bi mở cốp ra lại coi cho anh em coi sổ bảo hành cái. Dặn ha. Rồi rút ra. Dặn cái này, rồi rút ra. Đó, đây. Sổ bảo hành đầy đủ nha anh em nha. Thẻ vận chuyển đầy đủ nha anh em nha. Đó, chúc cà vạt là mới mua luôn nha anh em nha. Đó. Rõ nè anh em, như mới. Anh em thấy chưa? Như mới, cổ vô. Xe thì có lên một số đồ chơi cơ bản. Ví dụ như là bảo vệ các nước nè. Thấy không? Bảo vệ các nước nè anh em thấy chưa? Đó, chống đổ nè. Chống đổ. Đó. Rồi ốc ben, đây là con ốc ben xe, nhìn vậy chứ nó cũng khá tiền đó anh em. Đẹp ơ, thấy chưa? Đó, CBR650R221, con này thì bao tiết kiệm xăng luôn, có lên là chắn gió màu đen nè. Thấy chưa, chắn gió zin còn luôn nha. Xe này thì mới, khỏi cần nói gì nữa hết, quá mới, mới luôn. ABS con này thì mình review quá nhiều rồi nha anh em nha. Anh em muốn nghiên cứu nó có thể vô xem những cái clip cũ á. Clip cũ là mình có review. Bô móc nhẹ. Đây, cái bô nè, móc rồi nè. Cho anh em nghe tiếng máy cái bi. Rồi, coi có số mo chưa? Giờ số mo chưa? Rồi, về mo rồi. Rồi mới đề lên. Đó, bô móc nhẹ.
anh em nghe chơi chơi thôi. Xe rất là mới luôn, anh em nào qua mình sẽ đưa cà vạt cho coi nha. Rồi 250 tới rửa luôn. Vô luôn. Xe này bên mình bảo trì từ A tới Z nha, hãy coi 250 nè. 250 nè, đó. Rồi, cho anh em coi như đây thôi. Ốc ác nè, gác chân nè. Anh em thấy chưa? Xe này quá mới luôn. Hiện tại là Minh đang bán là 225 triệu nha. Bán xe nha, 225 triệu. Quá rẻ luôn, tiết kiệm được 5-60 triệu luôn anh em. Biển số nè. Đó. Rồi. Quá đẹp quá gì nữa. Con này là trong phân khúc 4 mấy là nhẹ, tiết kiệm xăng lắm anh em. Dễ ngồi, dễ lái. Ok chưa anh em? Cho anh em coi Z 1000. Z 1000 bầu hồng nữ tính. Xe này mình trưng bày nha anh em nha. Đẹp không? Quá nhức nách. Giờ con này rửa hả? Rửa tiếp hả? Bạn thấy cái này không rửa cũng uổng. Đứa nào dắt qua quẹt chày hay sao? Đâu? Đâu? Có một cái à. Con miếng à mà. Mà tại em muốn đi. Miếng này à. Chà, nó sâu à. Cái này đứa nào nó dắt qua nó quẹt sâu á, nặng á, bự á. Bự á, cái này mình xử lý vẫn được nhưng mà muốn dán luôn hả? À, xử lý làm sao? Đi sơn lại hả? Ừ chứ sao giờ. Thôi giờ sơn lại thì cũng phải mua cái tem lại, nó rách tem luôn rồi. Nó rách chút xíu không tính, nhưng mà giờ nó cũng phải lột tem ra mà, đúng không? Thôi giờ phủ tem chùm lên hả? Ừ, phủ tem chùm anh đi. Chứ giờ sơn, chứ giờ đem đi sơn lại cũng mấy xị thì thôi, đi làm tem chùm hết có 1.3 triệu làm luôn. Bữa bên nó báo 1.3 triệu hả? Nó nói khoảng 1.3 triệu. Ừ rẻ mà. Đó. Rồi bên anh giới thiệu cho bên nó. Đột đột về 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 idol về. 300 300. Tí giờ mấy lần không? đã không? Đã không? Đi đi mấy cái số lớn mà đi đường xong rồi mình đi từ từ lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Xe này xe nào cũng vậy đó. Con tay nó vậy mà. Đó. Không đúng sao. Rồi anh em nào mua cứ liên hệ nha. Quá đẹp luôn cho một cuộc tình. Đó. Honda 650R RRR. Quá đẹp. Quá mới luôn, keng ơi cả keng luôn. Đây. Đây là một thanh niên mua xe bên mình nha, đang tập xe. Mua chiếc này luôn à? Mua lâu rồi đó, bây giờ mà chưa có lấy đâu, tại vì chủ xe chưa có xuống được. Chủ xe chưa có xuống Sài Gòn được. Sao đã không? Chạy thấy sao? Cảm giác lần đầu tiên. Má đi ngon rồi. Nhưng mà chưa quen số lắm. Ừ, nó hơi nó mới, nó chưa khẩn, chưa có quen á. Rồi, giờ mình dựng con dắt ngàn vô chân. Rồi dắt con này vô rửa. Bye bye anh em nha. Bye bye anh em cái coi. Bye bye anh em mày. Đó, xe này là bảo trì, bên đây là hơi bị nhiều á. Cái này là bị người ta quẹt nè. Uổng.